Thưa quý vị và các bạn, sáng nay cùng với cử tri cả nước, hơn 932.000 cử tri tại 1.161 tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã đồng loạt tổ chức khai mạc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dự khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 1 phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngay từ sáng sớm tại nhà văn hóa khu phố Chùa Chuông, khu vực bỏ phiếu số 1 phường Hiến Nam, đông đảo cử tri đã có mặt để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử. Do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên công tác phòng dịch tại khu vực bỏ phiếu được thực hiện nghiêm theo hướng dẫn của ngành y tế và Ủy ban bầu cử tỉnh. Từ khâu sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách trong quá trình làm các thủ tục bầu cử. Đúng 6 giờ 45 phút, lễ khai mạc được tổ chức trang trọng, nhanh gọn theo đúng luật định. 7 giờ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ và các cử tri thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình, bỏ những lá phiếu đầu tiên để bầu chọn các đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.